Chào quý khán giả trong kênh YouTube Úc Tròn. Hôm nay mình giữ cái lễ nhập quan của bà Nguyễn Thị Nô. Bà đã trừ trần vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 29 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Bà hưởng thọ được 93 tuổi. Quê quán của bà ở ấp An Thạch Tây, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Lễ an táng của bà vào lúc 11 giờ ngày 2 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn.
Xếp dài ra đắp lại, xếp dài ra đắp lại, bỏ cái gói ra ngoài đi, xếp dài ra đắp đàng hoàng lại. Rồi con cháu xem mặt xong chưa? Đắp khăn lại đi. Rồi kéo mền xích lên luôn. Đắp lại khăn đắp mặt đây đàng hoàng. Đắp lại đàng hoàng.
À, kéo cái mệnh này xích lên. Cái gì vậy? kéo xuống nữa, kéo xuống dùng dưới cho dễ khiêng. Xuống dưới tắt nữa. Hey,
Ủa mà ca Nhật sống rồi giờ nó ế, nó giờ nó đòi chiếm Nhật chết rồi chứ. Được không? Ủa, ọt Nhật sống bây giờ nó ế rồi, nhà nước cấm rồi. Nhà nước cấm không có cho nhân sống rồi. Chết rồi cho đi chết thì còn nhà nước chưa gầy. Ê, mấy thằng cháu vô lại nè. Bà hả? Chiều tắt cái kênh YouTube để xưa mình nhớ mấy ông già cảnh
Đi rồi chút xíu mình hả lấy cái khăn của ai mình ghi tên đi rồi. Còn giờ cứ việc bịch ai muốn bịch cũng không không rồi mà chút nữa mình ghi tên vô số cái này sửa lại ngày thấy cái này chưa cái gì thấy nó đặt ngày cửa ngày cái mùng hai tháng hai nó đặt mùng ba mới trúng mùng hai chỉ học mùng hai tháng ba ha rồi đến coi qua 29 nè rồi để từ từ cái nào ấy chấn chỉnh để tôi có chỉ không này ra để cái nào chút ấy mà mình nó 11 giờ ngày mùng hai tháng 3 với chú để mùng tháng 2 là trả cái chỗ số hai nhiều đó thôi ha để tôi chỉ không cái đây thì đây đúng nữa đó đó là đúng rồi. Nhưng mà cái này nó ghi vậy thôi. Chút nữa là rồi đúng hết rồi không? Đây. Rồi có giết long rồi đó, ai lại nó mượn người chú ông đó ông đi. Đúng rồi nói vậy. Lợi đó ông bạch số cũng được. Ông đó bụp để vậy bụp luôn. Có số cũng được nữa, thứ mấy. Ai viết rồi dạ ca ai chưa viết đưa ông đưa đầu vô
Này phải ghi vũ diễn mới được. Vũ đó, vũ cháu nội.